Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo cái ví MetaMask và thêm cái ví MetaMask đó vào cái trình duyệt Google Chrome. Rồi trước hết quý vị hãy vào địa chỉ này google.com. Ở cái ô tìm kiếm quý vị tìm là MetaMask. Đó, quý vị chọn luôn cái đầu tiên đây này, Chrome google.com này. Quý vị kích vào. Rồi, quý vị chọn cái thêm vào Chrome đây này. Rồi, quý vị chọn tiếp thêm tiện ích để xác nhận. Quý vị chờ trong giây lát. Rồi, MetaMask đã được thêm vào Chrome rồi đây này. Rồi, một cái cửa sổ mới nó sẽ tự động bật lên. Bây giờ quý vị để ý này, quý vị bấm vào cái Get Started này để bắt đầu. Rồi, bây giờ KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để tạo một cái ví mới. Đây, tạo một cái ví mới thì quý vị bấm vào cái Create a Wallet. Đó. Rồi, quý vị bấm vào đồng ý đi. I agree này. Rồi, bước thứ nhất là quý vị hãy đặt cái mật khẩu. Cái ô thứ hai, quý vị xác nhận lại mật khẩu. Nó giống như cái ô trên. Và quý vị lưu ý, mật khẩu này bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường, số và ký tự. Nhập xong hai lần mật khẩu, quý vị tích vào cái ô này để đồng ý. Rồi, quý vị bấm vào Create. Ok, quý vị để ý này, để ý cái biểu tượng khóa đây này. Thì đây chính là cái 12 private key. Quý vị phải chụp ảnh hoặc là viết lại, sao chép lại chính xác cái từ này. Đó, quý vị bấm vào. Và tuyệt đối giữ bí mật cái private key này. Thì ở đây KTV chia sẻ cái video này để quý vị tham khảo demo thôi. Chứ quý vị phải giữ tuyệt đối cái mã này. Đó, nó là 12 cái ký tự đây này. Ok chưa? Rồi, sau khi quý vị lưu 12 cái ký tự này vào, quý vị bấm vào like này. Like. Đó, thì bây giờ quý vị hãy xác nhận lại cái thứ tự 12 cái ký tự mà quý vị vừa lưu nha. Rồi, cái từ thứ nhất là top này, từ thứ hai này bớt, từ thứ ba ritual, từ thứ bốn finish, từ thứ năm view, từ thứ sáu vanity, từ thứ bảy middle, từ thứ tám rapid, từ thứ chín try, thứ 10 control, thứ 11 hug, thứ 12 beta. Ok, sau khi quý vị nhập chính xác
thứ tự 12 cái mã private key của quý vị. Thì quý vị bấm vào confirm để xác nhận này. Rồi, quý vị chọn on done này. Ok, quý vị có thể tắt cái này đi. Rồi, vậy là cái MetaMask đã được thêm vào Chrome. Quý vị để ý này. Đây, quý vị để ý theo cái con chuột mà KTV di chuyển đây này. Cái tiện ích đây này. Quý vị hãy vào đây, tích vào đây này. Ghim này. Đó, để bật nó lên, để ghim nó vào. Đó, rồi, đã ghim. Rồi, việc tiếp theo là quý vị thêm các token vào này. Quý vị chọn vào App Token. Ví dụ KTV sẽ thêm cái token là USDT. Đó. Đây, Tether USDT cái đầu tiên đây này. Rồi, quý vị chọn vào Lake này. Quý vị chọn tiếp là App Token. Đó. Đây, thì cái USDT nó lên rồi đây này. Và cứ như vậy, quý vị muốn thêm các token nào, quý vị cũng ấn bấm vào Add. Rồi, còn trường hợp mà cái token nó không có trong cái danh sách thì quý vị hãy vào cái trang etherscan.io. Rồi, đây là quý vị vào cái etherscan.io này. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy đánh cái mã token mà quý vị muốn thêm nó. Đây, ví dụ KTV muốn thêm cái token là Free này. Nó đang chạy trên nền tảng ERC20 đây này. Thì KTV sẽ đánh mã của nó là Free này. Rồi, KTV chọn luôn đây này. Đây, quý vị để ý đến cái contract này. Đó, đây. Đây chính là cái contract. Quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng để copy. Hoặc là quý vị có thể vào CoinGecko để lấy contract của nó. Đó, đã copy này. Quý vị trở lại cái ví MetaMask. Quý vị cũng chọn là App Token này. Rồi, quý vị chọn tiếp là cái Custom Token đây này. Quý vị dán cái contract vừa copy vào đây. Ok chưa? Đó. Rồi, cái ô bên dưới nó sẽ tự động nhận. Quý vị chỉ việc bấm vào Like này. Quý vị chọn vào Add Token. Ok, vậy là cái token Free nó đã được thêm vào cái ví MetaMask rồi đây này. Đó, và cứ như vậy, quý vị gửi nhận thì quý vị cũng bấm vào cái token đó. Send để gửi. Đó. Rồi, vậy là KTV vừa chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái ví MetaMask vào trình duyệt Chrome. Và KTV xin nhắc lại là cái 12 private key của quý vị, quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó. Và KTV xin kết thúc video tại đây.